xin chào cả nhà, chào các cô chú chị. Cái gian hàng của mấy bác Hải Dương này. Hôm nay có vẻ vắng cây ấy, anh em. Cần thăng, cần cò, có đôi cò đang ở trên lá cây. Tùng này, mớ tùng mẻ tùng ấy, bán gần hết đây anh em. Cái xanh này rồi chả nhớ bao tiền, nhưng mà hình như đâu đấy loanh quanh chục triệu không nhớ. Đấy. Hai con tùng này hôm trước ở trên thùng xe thì hôm nay xuống dưới rồi, củ quả đây, củ quả. Chả biết bao nhiêu tiền đâu, cũng quay thôi, cứ thấy cây này là quay thôi. Này loanh quanh tầm 2 triệu, 1,5 triệu. Bú bò, nó lại nhiều bú bò thật. Bú bò này cũng đẹp đấy. Lại thấy cây linh sam, ngày trước của linh sam cách đầy độ khoảng 3-4 năm hot lắm, ra Bắc nó lạ, ít người có, hoa thơm đẹp. Bây giờ thì mọi thứ đã đều thua xanh xi hết đấy các bác, mọi thứ đều lu mờ trước xanh xi. Thị trường sao thì mình phải chơi vậy, nhưng mà đúng là ở miền Bắc thì bền bỉ nhất vẫn là xanh xi thôi anh em, gọi là quốc hồn quốc túy. Chào nghệ nhân nhé, nghệ nhân đang làm cây kéo thế. Hello, xin chào anh Cường. Nghệ nhân bán cây này bao nhiêu này? Nghệ nhân bán cái này 4 triệu đồng. 4 triệu đồng. Nghệ nhân nổ số? 0983 161698. Liên hệ ngay để ép giá. Mất cây đến nơi đẹp. Hôm trước đã mất một tác phẩm đẹp rồi đúng không? Hai cây. Cô đấy nay lại mua một cây của ấy, xin dâu vừa mua. Cây này che lọng kỹ đấy. Cây này bao tiền anh nhỉ nhân? Cây đấy 6,5 triệu. 6,5 triệu anh nhỉ. Ngon như người yêu cũ. Việt à? Hay là đây, cái trang đỏ thì bao nhiêu? Trang đỏ bao tiền này? 4 triệu đấy, gốc rất bự. Lúc nào anh chuyển lên vườn mới vào cho anh lên buổi nhá. Ở đâu? Ở mặt đường, gần mặt đường Lê Trọng Tấn.
hôm qua xem xong rồi chờ. Nhưng mà nó gần đi. Gần đoạn nào đến Thiên Thùng Bảo Sơn hay là gần sách Nhật Độ là chưa? À, nhưng vẫn gần nhỉ. Chỗ kia trả rồi. Không, rồi anh chuẩn bị bán. Ây da, chứ thì lại thì không khéo nghỉ cây ấy nhỉ. Thì vẫn là món ăn cần thế, nhưng mà đấy bây giờ nhiều tiền quá lại ngại đi đắng. Ngại ra nào. Rồi ông làm ra nhá. Ơi nghiện dài đây à, báo giá đi anh. Ô, em tưởng cây này có người mua rồi. Chán á. Chán nhanh ý. Bây giờ một giá bao nhiêu đây? Giá 95 à? 65. À 65. Đó. Đây, anh em lên này, số đây. 65. Rất rụt rịt nghệ thuật. Khí đá. Nhèn. Chảy nhèn. Quả dễ giá trị đấy nha. Liên hệ số này. Đây cả dưới luôn nhá. Xì. Nghe lại có vẻ như đúng gu nhưng mà nhìn kỹ lại không đúng gu của mình lắm. Mà là chuột thì mình lại xơi ngay. Không phải là chuột. Chắc hai cái này của vời. Đẹp thế này mà lại gửi lại nhỉ. Chơi thế thì chán quá. Anh em thích thì alo anh Kiện nhé. Số có cả hai số, có cả Zalo. Mong gặp được đại gia đích thực. Tiền này. À, bao tiền đấy chị? 4,5 triệu. Túc đẹp đấy. Nhiều cây đẹp đấy. Cây sang bán rồi. Cây sang bán rồi. À quên, cây mai xanh nhỉ? Chưa bán, để đâu? À. Dạ? Để ý họ có ông nào thích em vào, tưởng bán rồi. Hôm nay ngày ngồi im đấy, ông ngồi im đấy. Ngồi im quá. Này. Nắng này mình gầy đỡ không ạ, chứ ông béo mới sợ. Ờ. Vâng. À xin ông nhá. Từ sáng ông mở hàng được cây nào chưa? Ba cây rồi. Thật á? Ờ.
Ừ, rẻ chứ cho toàn bản giá. Rẻ hơn bản buôn. Sáng giờ 3 cây bó công đi nắng rồi. 3 cây lỗ mới ra cái bản lỗ. Cây ca đúng không? Thế còn cây này đẹp hay mà chưa mua nhỉ? Nhiều tiền. Hôm trước bảo bao tiền quên mất rồi không? 2,5 triệu. Ờ, vú bò đẹp cái kia mà chưa mua nhỉ? Ừ. Vú bò đẹp. Vú bò đẹp. Tiền đây. À đây, còn cây này bao nhiêu? Cây này nghệ thuật đấy. Cây này mới làm đá đẹp. Đẹp. Rất nghệ thuật, phiêu. Nhìn nó, thân nó đơn sơ này nhưng nó lại có cái dữ liệu để làm đá đẹp. Anh ạ, người thợ là người ta nhìn thấy nhiều cái vấn đề ở một cái cây. Chứ đẹp rồi thì cần đấy thì làm đá. Cây đẹp. Chúc ông đặt hàng nhá. Cảm ơn ông nhá. Nghệ nhân đây. Đang nắng lắm anh em ủng hộ người bán cây đi nhá.